vệ Tổ quốc. Ở họ, bất kể gái trai, già trẻ, luôn nồng nàn một lòng yêu nước sâu sắc và khát khao cống hiến hết mình vì dân, vì nước. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô và toàn thể các bạn cùng đến với tiết mục Cô gái mở đường, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao do Tốt Ca trình bày.